Có bao giờ anh em tự hỏi manga Việt Nam trông như thế nào chưa? Trong nhiều năm trời thì những tác phẩm nghệ thuật được người Việt Nam làm ra không được xem trọng cho lắm. Đọc phần comment của mấy phim của Trấn Thành là anh em hiểu mà. Mặc cho rất nhiều người Việt Nam đã tham gia vào quá trình sản xuất của nhiều anime mà có thể là anh em hiện tại đang xem luôn, thì mỗi khi nhắc đến phim hoạt hình Việt Nam thì cái thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu mọi người là Quà Tặng Cuộc Sống, một trong những tuyệt tác điện ảnh của Việt Nam. Trong lúc đang dọn nhà thì tôi tìm được quyển này, Pixel, một tạp chí truyện tranh bao gồm 11 câu chuyện khác nhau và cả đều là do họa sĩ người Việt Nam vẽ. Anh em thích cái gì chưa? Và hôm nay tôi sẽ review tất cả những bộ truyện có mặt trong quyển tạp chí này để chứng minh rằng họa sĩ Việt Nam của chúng ta có thể làm ra một cái gì đó không phải Quà Tặng Cuộc Sống. Bộ truyện đầu tiên sẽ là Bữa Sáng Của Ai Na của tác giả Dương Ngũ Gật. Có chuyện kể về một anh bạn tên là Lê Toàn Diện. Đúng như cái tên, bro này có thể nói là siêu toàn diện với 10 điểm văn IELTS 9 chấm vào năm 13 tuổi. Cậu thủ khoa vào một trường quốc tế cực kỳ danh giá tên là Giữa, nơi có những giảng viên thiên tài như là thầy Albert Ango McGreevy, thầy Bruce Gray. Tôi đang đọc cái xin thế này. Trong lúc đang đi tìm phòng học thì bro bị một cái gạch lồng đập vào mặt. Và đó là lần đầu tiên cậu gặp mặt Aina Escola, một cô nàng người Phần Lan cực kỳ yêu thích đồ ăn Việt Nam. Trước tiên thì phải dành lời khen cho cái phần nội dung liên quan đến ẩm thực Việt Nam cực kỳ ngạo nghễ thưa các bạn. Mở đầu của bộ truyện này anh em có thể thấy nó khá là giống một vài các tác phẩm rom-com khác như là Nisekoi. Cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng khá là quen thuộc mà anh em đã có thể thấy trong một vài bộ như là Hyoka. Là bữa giờ tôi mới mà. Được cái nhân vật Aina thực sự làm tôi thấy khá là thú vị. Sự đối lập trong tính cách của Diện và Aina có là một thứ đáng để mong chờ. Nhưng nếu mà nói đến cái thứ làm tôi ấn tượng hơn cả trong cái bộ truyện này, không chỉ là concept cực kỳ ngạo nghễ mà còn là cái khiếu hài hước thú vị của nó. Với một cái nội dung trung bình rom-com như thế này thì việc có một cái khiếu hài hước tốt sẽ giúp cho chuyện giữ chân được tôi và làm cho tôi cảm thấy có cảm tình hơn với các nhân vật ở trong bộ truyện. Điểm trừ mà tôi nhận thấy được đó là cái phần hình ảnh có một vài chi tiết chưa được thuận mắt lắm, nhất là khi các nhân vật quay mặt ngang á. Ý là tôi không biết được, tôi thấy nó không được thật lắm mà nhìn nó hơi bị khó chịu. Và cái đéo gì đấy, bro này là con trai với vòng 193 và vòng 399 á, cái gát của bro này cũng bự hơn cả nữ chính ở trong cái chuyện này luôn ấy. Ông giữa ông nghĩ sao về việc vẽ chuyện tráp? Bộ truyện tiếp theo sẽ là Trung Bình Nam Chính Không Có Hậu Cung của tác giả Tinker và Latte 13. Phải nói trước đó là tôi đã lục tung cả cái internet để lên nhưng mà không thể nào tìm ra được bản digital của bộ truyện này, nên là anh em chịu khó nhìn cái bản mặt tôi một tí nhá. Chuyện cái về anh bạn tên là Trung Bình, thực sự là không có một cái nhân vật nào ở trong cái quyển tạp chí này được đặt tên một cách bình thường á. Từ nhỏ thì bro này đã có ước mơ đó là lập được một dàn harem và rất là hustle để có thể xứng đáng với dàn harem đó. Bro đấm nhau với cả gấu á, nhưng mà đời không như là mơ. Bro bị cả những người mà mình từng tỏ tình từ chối. Mày cứ tỏ tình với cô ấy đi, điều tệ nhất cô ấy có thể nói là không thôi mà. Cô ấy sau khi tôi tỏ tình sau khi lên cấp 3 thì bro này quyết định là không tìm harem nữa mà quyết định tìm kiếm cho mình được một tình yêu đích thực. Trước tiên về phần hình ảnh thì tôi nghĩ là tác giả cần nên cải thiện hơn một tí về phần background. Đa phần thì background của chuyện được vẽ khá là sơ sài, thậm chí có một trang mà kiểu không có một tí background nào luôn. Nội dung thì theo tôi với một bộ romcom thì tôi thấy nó khá là ổn, nó hơi cũ một tí, có một chút sự pha trộn giữa 100 bạn gái và ai dám bảo romcom không có ngoài đời thật. Một điều mà tôi thấy hơi lạ một tí đó là nhân vật Đỗ Huyền Trang xuất hiện ở trong trường học vào lúc 12 giờ đêm và không một ai, kể cả thằng nhân vật chính, thắc mắc về cái chuyện đấy cả. Tôi không biết là tác giả chỉ muốn giới thiệu nhân vật này hay là còn cái bí ẩn phía sau nữa mà tôi không biết. Nhưng mà tôi mong là cả chi tiết đấy sẽ được giải thích ở trong tương lai. Chung quy lại với chương 1 thì tôi thấy đây là một bộ romcom khá là ổn. Nói chung là trung bình romcom. Anh em hiểu không? Nó buồn cười tại vì thằng main tên là Trung Bình nên là Trung Bình romcom có nghĩa là nó giống với những cái bộ romcom khác và nó cũng có nghĩa là romcom của Trung Bình. Rồi anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Bộ truyện tiếp theo đó là Nàng Shipper và Chàng Coder của tác giả Cá Mập. Nếu anh em tự hỏi tới là Shipper và Coder thì liên quan cái đó gì tới nhau thì có vẻ tác giả cũng khá là loay hoay trong việc đi tìm cái sự liên quan đấy. Bằng một cách nào đó thì chương 1 của Nàng Shipper và Chàng Coder chỉ tập trung giới thiệu mỗi nhân vật chính của chúng ta là Nhân và cuộc sống xoay quanh của anh bạn này. Chiếu hài hước của chuyện khá là tốt với việc mô tả rất rõ về cái vấn đề một sinh viên học ngành IT aka đột cần chỉ aka con tôm sống trên cạn gặp phải. Và nhân vật chính theo tôi thấy cũng là một nhân vật thú vị, nhưng tôi không hiểu cái nhân vật Shipper và anh bạn này có liên quan gì đến nhau. Rồi anh em có thể cho tôi là một cái thằng romcom enjoyer xấu tính nữa, suốt ngày xem gái anime và thất vọng vì cái cuộc pixel mà tích không thắng. Nhưng mà vì quá tập trung và khai thác nhân vật chính khiến cho nàng Shipper trong giáp đầu tiên hoàn toàn mờ nhạt luôn. Thường trong những bộ romcom thì tác giả sẽ giới thiệu và tạo ra cái sự liên kết cho cả hai nhân vật chính trong những giáp đầu tiên, từ đó mở ra những cái tình tiết tiếp theo để có thể lôi kéo người đọc đọc tiếp. Trong Nàng Shipper và Chàng Coder thì nàng Shipper xuất hiện vỏn vẹn được 2 lần và không lần nào
nào tạo được sự liên kết hay là ràng buộc với nhân vật chính, khiến cho tôi khá là thắc mắc về quá trình phát triển sau này của bộ truyện. Nhưng mà đây chỉ là chapter đầu tiên thôi nên là tôi cũng không nói được gì, đúng không ạ? Nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều, bạn cá mập vẽ đẹp vãi cả nồi ạ. Nếu shipper của tôi mà xin như này, tôi cho phép bạn quăng quật đồ tôi thoải mái, ăn luôn cái đồ tôi đặt cũng được. Và bộ truyện cuối cùng trong phần 1 của chúng ta ngày hôm nay chính là Bạc Xỉu Không Sữa của tác giả Senokin và Glutamat. Câu chuyện của Bạc Xỉu Không Sữa kể về một anh bạn tên là Long, người mà rất là nhiều người muốn theo. Thay vì làm giang hồ và chỉ dạy đàn em thì anh Long trong Bạc Xỉu Không Sữa là một nhân viên văn phòng. Trên đường đi làm về thì anh bị chủ quán cà phê đập cái chổi vào mặt vì có một con gián bay tới chỗ anh. Hết. Đâu rồi đấy? Hết rồi đấy. Kinh doanh này nằm nhạc đem tại với chất xám là cái gai trong mắt của mấy thằng không bằng tao đi lên. Thôi rồi, từ từ nào. Trước tiên thì mới nói là mặt hình ảnh quá đẹp, quá tuyệt vời. Phần mở đầu của Bạc Xỉu Không Sữa có thể nói là cực kỳ đơn giản. Trong chính cái tạp chí này thậm chí còn có một bộ khác có một cái mở đầu y chang như này luôn ấy. Nhưng mà ít nhất nó tạo ra cái sự ràng buộc giữa hai nhân vật cũng như làm tôi cảm thấy khá là tò mò về diễn biến tiếp theo của hai người này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù là một người mê rom-com đến mức nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải một bộ truyện mà tôi sẽ đánh giá cao, bởi vì kiểu anh em biết mà, nó quá đơn giản. Trong ba bộ truyện trước thì ít nhất nó có một thứ gì đó đặc biệt ở trong concept, nhưng mà Bạc Xỉu Không Sữa thì nó chỉ vậy thôi. Và đó là bốn bộ truyện đầu tiên trong tạp chí Swisso. Còn ba bộ khác thì tôi sẽ để cho phần sau để anh em có thể dễ theo dõi. Nhìn chung thì đa phần các tác phẩm đều theo hướng rom-com, bởi vì đây là một cái thể loại khá là dễ viết. Để mà nói về thứ tôi thấy ấn tượng nhất ở trong cái quyển tạp chí này thì chắc chắn là cái đít của thực diện rồi, còn cái đéo gì nữa.